Đây là bộ xương khủng long bị vùi lấp trong cát nha các bạn. Bây giờ bạn Bo sẽ đến đây để đào lên. Bạn Bo chuẩn bị xong chưa? Thiết bị quay của cha phải không? Rồi ok. Rồi hỏi mẹ xong chưa? Xong rồi, chưa bạn? Rồi đi nè. Rồi ok. Let's go. Bạn Bo đã đến nhà xe của siêu thị nha các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Bo mở nón bảo hiểm ra. Mở ra cho bạn Bo đi. Rồi chúng ta sẽ đi vô trong tìm chỗ mua sữa cho bạn Bo trước. Bạn Bo rất là đói bụng rồi. Đây là khăn cuốn này rất là dài, rất là cao luôn nè bạn Bo. Rồi bước lên nè. Wow. Bạn Bo không có sợ đâu nha. Uống sữa nào nè chị ơi? Hay đi qua mua sữa TH đi. Sữa TH ở đâu? Sữa TH bển kìa. Wow. Chờ tính tiền không Bo? Tính tiền chỗ nào? Dắt mẹ đi ra tính tiền. Vô siêu thị bạn Bo toàn là dẫn đường không à các bạn ơi. Bây giờ dẫn đường đi tính tiền luôn nè. Hồi nữa mình đi vô khu vui chơi chơi nha. Khu vui chơi ở đâu? Bây giờ là cho bạn Bo tự do nha các bạn ơi. Bạn Bo muốn đi đâu thì đi nè. Bạn Bo đang dẫn đường nè. Đi đâu? Qua đó hả? Bạn Bo dẫn vòng vòng. Xong rồi tới khu này là mình thích lắm các bạn ơi. Ở đây có mấy cây súng này nè. Mình sẽ nhắm cái mục tiêu ở trong kia. Chúng là có thưởng nha các bạn. Được. Mới nãy chỉ là bắn thử thôi nha các bạn. Bây giờ mới là bắn chính thức nè. Các bạn này đang hướng dẫn mình cách để bắn nha các bạn. Tám viên đạn mà mình bắn trong nhấp nháy luôn. Chúng được 4 viên đạn. Và đây là phần thưởng. Con này là con gì mà ở trên đầu nó có cái lá nữa. Ở trong đây là khu vui chơi nè. Bây giờ bạn qua đi vô nha. Đi mua vé nè. Một bé cùng với cha mẹ vào trong đây là 95k nha các bạn. Ở trong đây có rất là nhiều thứ để chơi. Nhưng mà bạn Bo đã chọn nhà banh. Bạn Bo phái nhà banh lắm các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo bạn Bo nhào lộn lăn bò luôn. Mình lấy cái tay mình lấy mấy trái bóng mình chọi bé Bo chạy không nổi luôn. Tới cái khúc này cho bé Bo uống sữa mà bé Bo mê chơi với bé Bo không thèm uống luôn các bạn ơi. Xong rồi một tí nữa bé Bo lại đòi uống. Bé Bo hút một hơi một được có một chút xíu là trả lại liền cho mình rồi. Bé Bo chui trong cái ống này xong rồi thả xuống. Rồi đi ra ngoài này. Chỗ này mới đã nè. Chỗ này có một cái dốc các bạn. Ở trên có một cái nút nữa nè. Bé Bo leo lên để chạm vào cái nút đó sẽ chiến thắng. Nhưng mà bé Bo không có chạm nổi, tuột xuống. Rồi tới cái bạn áo vàng này nè. Bạn áo vàng này leo lên một phát đụng rồi chiến thắng. Khúc này mới đúng là vô chặn nè các bạn ơi. Hồi nãy chỉ là khởi động thôi. Bé Bo nhảy hết mình, té xong đứng lên nhảy tiếp. Ở bên kia có một bạn nữ y tá cũng chuẩn bị vô nhảy đó các bạn. Nè bạn Bo té xong tới bạn này nhảy nè. Rất là vui luôn nha. Và bây giờ chuyển sang cái này gọi là tập leo núi nha. Bạn Bo đu xong mỏi rồi buông tay. Tới bên kia có một bạn kia nữa. Bạn này thì leo hơi được cao chút xíu rồi các bạn ơi. Tiếp tục qua khu kế tiếp. Ở trong đây rất là nhiều khu luôn, chơi cho đã luôn. Và đây là khu bóng mini. Bây giờ trong sân bóng chỉ có 2 người thôi. Có 2 cha con xuất với nhau thôi. Wow, chụp. Bạn Bo đá rất là nhiệt tình luôn nha các bạn. Bạn Bo đá cũng rất là căng luôn nha. Nè, và đá cho banh nhỏ xíu nè. Và bây giờ tới bạn Bo làm thủ môn. Thủ môn phải dùng tay. Trời ơi, nhiều banh quá, bạn Bo chụp không kịp rồi các bạn ơi. Rồi vô 2-3 trái luôn rồi. Bạn Bo đã bị thua. Nhìn như vậy, các bạn biết đây là con gì không? Bạn Bo sẽ giải cứu con vật này nha các bạn. Bạn Bo sẽ đào cát. Giải cứu con vật này. Mình cũng đào tiếp bạn Bo luôn. Đó là một con cọp. Bạn Bo đừng có la bạn Bo ơi. Con cọp này đã được giải cứu. À bên kia có mấy con nữa kìa. Bạn Bo đưa bển giải cứu mấy con bên kia đi. Còn đây là bộ xương của khủng long. Bộ xương của khủng long đã bị vùi lấp dưới lớp cát này. Mình sẽ đào từ từ lên xem bộ xương này nó to đến cỡ nào. Cái chân của mình á, cái chân của mình để vô cái hàm răng của nó là vừa luôn á các bạn. Bạn Bo đã giải cứu thêm được một con. Con này là con gì đây? À đây là con voi ma mút nha các bạn. Con voi ma mút có đặc điểm là cái ngà của nó rất là dài. Để xem tiếp theo bạn Bo sẽ mang con gì nha. Một con sư tử. Một con báo. Con báo hay là con bê gì cũng đúng hết nha các bạn. Là được 4 con rồi các bạn ơi. Bạn Bo leo lên bộ xương quá thạch của con khủng long luôn. Và bạn Bo đứng thẳng lên. Bạn Bo đã đến được khu trái cây. Ở đây có rất là nhiều trái cây luôn nè các bạn. Này là vú sữa, cam, thanh long. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà những cái trái này không có ăn được nha các bạn. Toàn là bằng nhựa thôi. Bạn Bo đi ra chỗ này là chỗ bán kem. Cũng kem cũng là nhựa luôn nha các bạn ơi. Kem này để chơi thôi chứ không phải để ăn. Tuy nhiên muốn có kem thì phải có tiền. Nhưng mà bây giờ bạn Bo sẽ lấy tiền từ đâu? Để hỏi bạn Bo thử xem nha. Bạn Bo muốn mua trái này là trái chôm chôm. Vậy tiền đâu? Bạn Bo không có tiền. Rồi không có tiền thì trả trái chôm chôm lại. Rồi hợp lý luôn. Đi kiếm tiền đi bạn Bo ơi.
kiếm công việc gì mà làm để có tiền mua đồ ăn nhé. Sau một thời gian tìm kiếm thì bạn Bo đã tìm được một công việc. Công việc này không nặng lắm. Bạn Bo sẽ lấy những cái viên này bằng xốp để lắp đầy những cái mảng trống, tạo thành một bức tường, xây nên một ngôi nhà. Lúc đó bạn Bo sẽ được trả thù lao. Ban đầu bạn Bo rất khó khăn trong việc tìm những cái viên gạch có kích thước phù hợp với những khoảng trống, nhưng từ từ bạn Bo cũng đã quen. Ở trong đây thì quá nhiều trò chơi luôn, chơi cả ngày luôn mới hết đấy các bạn ơi. Bây giờ bạn Bo chuyển sang nấu trứng, có thêm một con tôm nữa các bạn ơi. Và đương nhiên là tất cả những cái thứ này đều bằng nhựa hết nha các bạn. Trong tủ này là những chiếc áo blue dành cho y bác sĩ. Bạn Bo sẽ đóng vai bác sĩ nha các bạn. Chưa kịp mặc áo, bạn Bo nhìn thấy bệnh nhân thì đã vội vàng qua đây khám bệnh rồi. Bạn Bo đang làm cái gì đây? Đây là cái hàm răng. Tiếp tục màn 5 cảnh 1, bạn Bo đang chạy tìm điểm dừng chân tiếp theo của bạn Bo là một cái nhà hơi này. Ở trong đây là những gì? Có những quả bóng, ở trong kia là những cái hơi. Bây giờ bạn Bo đang tìm chỗ đi vào, nhưng mà rất là đói bụng rồi các bạn ơi. Kêu bạn Bo đi kiếm cái gì ăn mà bạn Bo không chịu. Vừa đói bụng mà vừa phải chạy theo bạn Bo nữa. Mình quyết định rồi các bạn ơi. Bạn Bo mà không đi ăn thì cho bạn Bo ở đây chơi một mình luôn. Đi thêm một vòng nữa mà bạn Bo chẳng không chịu đi ăn thì bạn Bo biết như thế nào rồi đó nha. Bạn Bo sẽ ở đây một mình, lúc đó đói bụng cũng không biết đi tìm đâu mà ăn nha bạn Bo ơi. Hên quá, bạn Bo chạy một vòng mệt xong rồi cuối cùng cũng đói bụng rồi các bạn ơi. Bây giờ tới khúc bổ sung năng lượng rồi nè. Từ sáng tới giờ bây giờ là 12 giờ mấy rồi mới được ăn. Bạn Bo ăn bún xong rồi tới mì. Ăn vừa xong chưa kịp thở nữa là bạn Bo đã chạy lên trên tầng trên rồi. Lên trên đi vào khu vui chơi nha các bạn. Lần này bạn Bo gành thang máy rồi nè. Đây là một cái máy, chúng ta sẽ bỏ thẻ vào trong đây. Và một cục kẹo, hai cục kẹo, ba cục kẹo. Có ba cục kẹo, bốn cục kẹo. Bạn Bo đã giành được bốn cục kẹo, hai thẻ được bốn cục nha các bạn. Bạn ấy đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, ăn với một tâm thế rất là vui vẻ, rất là thú vị. Từ cái máy đó mà có được bốn cục kẹo, thật là ngộ nghĩnh, thật là sung sướng hay bạn Bo. Vẫn còn thẻ nha bạn Bo ơi. Bây giờ bạn Bo sẽ chơi trò lái xe mô tô. Trò chơi này phải cần hai thẻ nha các bạn. Bạn Bo lái xe không được, muốn quậy chiếc xe luôn rồi. Mình phải hỗ trợ bạn Bo lái xe nha các bạn. Mình đứng ở phía sau, mình lái, còn bạn Bo thì lên ga. Cái đường này thật là khó chạy các bạn ơi. Bạn Bo gặp cái gì cũng muốn chơi, mà chơi thì rất là mau chán nha các bạn. Bây giờ bạn Bo đi tìm thêm một cái gì nữa nè. Bên đây là một cái máy này, bạn Bo không chơi được đâu. Bên trong là con voi hả họng ga, phía ngoài này là cái súng. Bạn Bo vỗ một cái là một viên đạn sẽ bay ra. Bay vào trong họng con voi là sẽ được điểm nha các bạn. Bạn Bo vỗ hết sức luôn, vỗ toàn thân luôn. Và đây là kết quả sau một hồi nỗ lực của bạn Bo. Không biết là có đổi được cái gì không các bạn ơi. Nhưng mà đang xem có đổi được gì không thì bạn Bo lại chạy sang chỗ khác rồi. Tiếp tục game đua xe. Đây là đua xe ô tô chứ không phải là xe mô tô giống như lúc nãy. Lần này mình sẽ cầm qua lăng mình bẻ lái. Còn lúc nãy mình phải nghiêng người qua nghiêng người lại thì nó chiếc xe nó mới đi di chuyển theo mình. Thấy chỗ này quen không các bạn? Đây là chỗ mà lúc nãy bạn Bo chạy lòng vòng tìm chỗ vô mà vô không được nè các bạn. Đi chơi khá là vui nhưng mà cũng khá là mệt nha các bạn. Dự định là quẹo vô đây mua cho bạn Bo một bộ đồ. Đồ thì không có, mà bạn Bo thì vô tình nhìn thấy bí kíp, cho nên bắt buộc phải mua cho bạn ấy một bịch kẹo nha các bạn. Về tới nhà các bạn ơi. Bé Bo đi chơi xong, đi siêu thị xong, về tới nhà được bịch kẹo này. Đây nè, ăn kẹo phải không?
Mình mở cái trên nha. Trên này nãy mua chỗ shop con cưng nè. Trời ơi, đủ màu sắc luôn. Nè, bạn Vui ăn đi bạn Vui. Bạn Bo chơi đi, sáng đi chơi quá chèn luôn, bây giờ mệt lắm các bạn ơi. Để vô hồi ăn nữa. Em à. Thôi cho bạn Bo ăn đi. Nè, ăn chung tay nè. Ui Bo. Rồi giờ tạm biệt các bạn đi nha. Quá trời mồ hôi rồi các bạn ơi.